Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 15 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài 3 cây thắng thua bằng tiền. Theo đó, ngày 18 tháng 5 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện bắt quả tang nhóm đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc số 319 đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật gồm 72.200.000 đồng, một bộ bài tú lơ khơ. Theo điều tra, các đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh bài 3 cây với mức cược 500.000 đến 1 triệu đồng. Quá trình đánh có phân công hai người gác cửa ở cửa ra vào tầng 1 và hành lang tầng 3. Phòng Cảnh sát Hình sự ra quyết định khởi tố 15 đối tượng nói trên, trong đó khởi tố 6 bị can về tội tổ chức đánh bạc gồm Đào Hữu Tình, Nguyễn Đông Phi, Tôn Đức Nghĩa, Hoàng Phi Anh Đức, Phạm Văn Hùng, Dương Duy Phi. 9 đối tượng còn lại bị khởi tố về tội đánh bạc gồm Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Nga, Lê Văn Đức, Nguyễn Văn Nam, Bùi Văn Hải, Nguyễn Đình Thạch, Trần Ngọc Hà, Dương Thị Hoa, Trần Thị Như Ngọc.